Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Hyundai Santa Fe, chiếc xe 7 chỗ ngồi phân khúc cỡ D của bên phía Hyundai mà trong video ngày hôm nay, ngày 29 tháng 8 năm 2024, những ngày cuối cùng của tháng 8 rồi quý anh chị các bạn ạ. Và video này thì Top Car VN sẽ cập nhật về chính sách giá bán khuyến mại tại thời điểm này tốt nhất có thể dành cho từng phiên bản của Hyundai Santa Fe, dành cho phiên bản cao cấp thôi quý chị các bạn nhé. Cập nhật về những ưu đãi, gói quà tặng, phụ kiện khuyến mại và mức giá lăn bánh dành đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm để ý theo dõi về cái chiếc xe này. Hyundai Santa Fe ở phân khúc cỡ D, nó đang cạnh tranh với cả Ford Everest, nó đang cạnh tranh với cả chiếc xe Toyota Fortuner hay là Mitsubishi Pajero Sport. Dòng Santa Fe tại thời điểm này là một chiếc xe mà nói về giá sau khi trừ đi chương trình khuyến mại đang là tốt bậc nhất ở phân khúc cỡ D này quý vị các bạn ạ. Đây là một chiếc xe đã là cuối vòng đời rồi, sắp tới đây dự là khoảng tầm tháng 10 Santa Fe sẽ cho ra mẫu mới năm 2024, mẫu model mới hoàn toàn anh chị nhá. Cho nên là tại thời điểm này thì cái mẫu model cũ này bên phía hãng, bên phía đại lý đang xả cho bằng hết. Và tại thời điểm này thì cái số lượng xe, nếu anh chị nào đã tìm hiểu từ trước thì có thể biết rằng cái số lượng xe nó cũng đã không còn nhiều nữa rồi, chủ yếu là phiên bản cao cấp thôi, chứ còn phiên bản tiêu chuẩn thì số lượng xe gần như cũng đã là hết rồi. Phiên bản cao cấp thì có xăng cao cấp và dầu cao cấp anh chị nhé. Tại thời điểm này thì tại đại lý của mình đang có cả xăng, có cả dầu. Số lượng thì nó cũng không đủ màu đâu, nó tùy từng màu và tùy từng phiên bản thôi. Và đây lại là một cái chiếc xe sản xuất lắp ráp trong nước nữa, cho nên là nhiều khách hàng có thể lấy xe chốt giá tại thời điểm này, chờ có chính sách giảm lệ phí trước bạ dành cho xe lắp ráp mới đi đăng ký. Cho nên là cái mức lăn bánh của Hyundai Santa Fe nó cũng rất là tốt khi mà so sánh ở trong phân khúc cỡ D này anh chị ạ. Vậy thì cụ thể chính sách của từng phiên bản như thế nào, mình xin phép cập nhật nhanh luôn để anh chị chúng ta nắm được. Đầu tiên là chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng cao cấp. Máy xăng cao cấp của Hyundai Santa Fe, máy 2.5 hộp số tự động 6 cấp số anh chị nhá. Giá niêm yết đề xuất của nó đang là 1 tỷ 160 triệu đồng. Có những cái thời điểm máy xin cái thời điểm đầu tiên ấy là Santa Fe giá niêm yết là 1 tỷ 275, sau một quãng thời gian bây giờ cuối vòng đời rồi, giá niêm yết còn có 1 tỷ 160 thôi. Và hiện tại thì đại lý sẽ bán với mức giá xe cuối cùng còn lại nhá, 1 tỷ 103 triệu đồng, với điều kiện là giá mình cập nhật tại thời điểm này anh chị nhá. Lăn bánh ở tỉnh, nếu bây giờ chúng ta đi đăng ký ra biển luôn không chờ thuế, ở tỉnh là 1 tỷ 222 triệu, ở Hà Nội là 1 tỷ 265 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 242 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Ở tỉnh là 1 tỷ 222, ở Hà Nội là 1265, và thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 242 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Nếu như mà chúng ta chờ có chính sách thuế mới đi đăng ký của Santa Fe máy xăng cao cấp này, ở tỉnh số tiền còn lại chỉ là 1 tỷ 164 triệu thôi, ở Hà Nội là 1 tỷ 195 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ 184 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 1 tỷ 164, ở Hà Nội là 1 tỷ 195, và thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ 184 triệu đồng với bản xăng cao cấp của Hyundai Santa Fe, với cái việc mà chúng ta chờ có chính sách thuế mới đi đăng ký. Và chờ thuế này đâu đó giúp chúng ta cũng tiết kiệm thêm số tiền lên tới 70 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Nếu như mà chúng ta lấy trả góp của bản xăng cao cấp này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 281 triệu, ở Hà Nội là 312 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh là 301 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 281, ở Hà Nội là 312, và thành phố Hồ Chí Minh là 301 theo phương án mà chúng ta mua trả góp. Nó còn tùy từng màu mới còn xe quý các bạn nhé. Thế còn cái mức giá của bản xăng cao cấp thì mình cũng đã cập nhật rất là chi tiết như vừa rồi mình đọc. Bây giờ sang phiên bản tiếp theo, đó là dầu cao cấp của Hyundai Santa Fe. Máy dầu là máy 2.2 Smart Trim và sử dụng hộp số tự động 8 cấp số. Đi máy dầu thì phải nói là nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu anh chị ạ. Ngoài ra nữa thì nó đầm chắc, đường dài, đường trường thì chúng ta đi máy dầu nó rất là hợp lý. Giá niêm yết đề xuất của nó đang là 1 tỷ 219 triệu đồng. Bây giờ còn có 1 tỷ 219 thôi. Ngày trước là 1 tỷ 269, bây giờ hạ niêm yết 50 triệu rồi. Và đại lý lại còn giảm giá tiếp
tiếp giá xe còn lại tại thời điểm này cuối cùng còn lại nhá, 1 tỷ 180 triệu đồng anh chị ạ. Đây là giá sau khuyến mại. Vậy thì nếu bây giờ chúng ta đi đăng ký ra biển luôn ở tỉnh, nếu không trở thuế nhá, là 1 tỷ 304 triệu, ở Hà Nội là 1 tỷ 348 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 324 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 1304, ở Hà Nội là 1348, và thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ 324 triệu đồng anh chị nhá. Nếu như mà chúng ta chờ có chính sách thuế mới đi đăng ký của bản giàu cao cấp này, ở tỉnh chúng ta sẽ bỏ ra số tiền chỉ còn lại lăn bánh là 1 tỷ 244 triệu, ở Hà Nội là 1 tỷ 276 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 264 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Tỉnh là 1244, ở Hà Nội là 1276, và thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 264 triệu đồng. Việc chờ có chính sách thuế mới đi đăng ký của phiên bản giàu cao cấp này giúp chúng ta đâu đó tiết kiệm số tiền là 72 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Cái giá này thì so với thời điểm trước của bản giàu cao cấp thì nó cũng đã nhỉnh hơn so với thời điểm trước là khoảng tầm 5-7 triệu anh chị ạ. Thì cái này thì nó do là cái số lượng xe của bản giàu cao cấp tại thời điểm này nó còn rất là ít ở thị trường. Nếu khách hàng nào đang tìm hiểu thì có thể biết là số lượng xe của cái phiên bản này hiện tại gần như là ở thị trường còn rất là ít xe anh chị nhá. Tại đại lý của mình cũng tùy từng màu với còn thôi, cho nên là cái chương trình khuyến mại của nó đang bị co lại một chút so với thời điểm trước, cũng đang xả nốt hết rồi. Bản này nếu như mà lấy trả góp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 300 triệu, ở Hà Nội tối thiểu là 332 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 320 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 300, ở Hà Nội là 332 và thành phố Hồ Chí Minh 320 triệu đồng theo phương án mà chúng ta mua trả góp của Hyundai Santa Fe máy dầu cao cấp. Máy dầu cao cấp thì bên mình đang còn màu trắng, màu đen. Còn bên mình đang còn cả phiên bản máy dầu bản tiêu chuẩn dành cho khách hàng nào thích máy dầu đi bản tiêu chuẩn nhá. Đang chỉ còn màu đỏ thôi quý vị các bạn ạ. Nhiều khách hàng có thắc mắc là cái phiên bản cao cấp này thì nó hơn gì cái phiên bản tiêu chuẩn, thì mình có thể kể nhanh như thế này. Thứ nhất là phiên bản cao cấp thì nó là có cái cửa sổ trời toàn cảnh rồi. Lên cái phiên bản cao cấp này thì nó là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian rồi. Lên cái phiên bản cao cấp này thì cái phần mặt ca lăng của nó thì được ốp mạ chrome hoàn toàn. Bản tiêu chuẩn của nó thì là chỉ là nhựa đen sần thôi quý vị các bạn ạ. Lên phiên bản cao cấp này thì ghế lái của nó có nhớ ghế lái, ghế phụ thì là điều chỉnh điện, có sưởi và làm mát ở hàng ghế thứ nhất. Ngoài ra thì có sưởi vô năng, ngoài ra thì có màn hình hiển thị thông tin và tốc độ HUD, ngoài ra thì có cả Adaptive Cruise Control tự động giữ khoảng cách với cả xe phía trước, hỗ trợ phòng chống va chạm khi lùi, hỗ trợ phòng chống va chạm với cả người đi bộ, cảnh báo điểm mù, rồi là đèn pha tự động thích ứng thông minh, tự động điều chỉnh pha cốt, rồi là có cả camera 360 độ nữa. Ngoài ra thì có cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn nữa anh chị nhá. Nói chung là lấy phiên bản cao cấp này với mức giá tại thời điểm xả như thế này, mình nghĩ là cũng là hợp lý rồi. Anh chị mà có kế hoạch lấy thì mình nghĩ hoàn toàn có thể chốt tại thời điểm này, chờ có chính sách thuế đi đăng ký là hợp lý nhất quý vị các bạn ạ. Vậy thì nếu như mà quan tâm về Hyundai Santa Fe này, chiếc xe đang có giá có thể nói là rẻ nhất ở cỡ D gầm cao 7 chỗ ngồi này, hãy gọi giúp mình theo số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình này đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý vị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, thế còn ở miền Nam thì nhờ quý vị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.